Người dân ngày càng ưa chuộng việc sử dụng công nghệ để đặt lịch khám bệnh, nhận tư vấn y tế từ xa. Với những bạn trẻ muốn chủ động quản lý thời gian như Hữu Hiệp, các nền tảng trực tuyến do bệnh viện phát triển đem lại sự yên tâm mỗi khi có nhu cầu kiểm tra sức khỏe. Trước kia thì mình sẽ phải xếp hàng, lấy số khám và nó mất rất nhiều thời gian để mình được gọi đến tên mình khám và mình không được đảm bảo việc là mình sẽ được khám trong ngày đó. Bây giờ có sự hiện diện ở công nghệ thì mình sẽ chủ động xem được lịch khám trên bệnh viện và có sự chủ động về mặt thời gian hơn khi mà mình đến khám. Ngoài ra thì việc có sự hiện diện công nghệ cũng giúp mình theo dõi được kết quả khám bệnh của mình trên trực tiếp trên điện thoại cũng như trên ứng dụng đấy luôn. Các dịch vụ trực tuyến này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn giảm tải áp lực cho các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh. Chuyển đổi số cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn về công tác quản lý tài chính, quản lý về nhân lực. Và đặc biệt là các cái công tác đấy nó sẽ hỗ trợ cho nhân viên y tế thực hiện một cách dễ dàng và thuận lợi trong quá trình khám chữa bệnh. Đảm bảo cái công tác để chúng ta có thể kiểm soát các thông tin người bệnh. Và đặc biệt là người bệnh có thể sử dụng khi đi khám chữa bệnh ở nhiều nơi, nhiều cơ sở y tế mà không phải mang nhiều giấy tờ. Các doanh nghiệp cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng này. Nhiều ứng dụng sức khỏe ra đời, cung cấp thông tin bổ ích và hỗ trợ theo dõi sức khỏe cá nhân. Điển hình như ứng dụng Wicare của Yakun, doanh nghiệp với sản phẩm sữa uống lên men từ Nhật Bản. Ứng dụng này cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số sức khỏe như bước chân, nhịp tim, oxy trong máu. Người dùng có thể ghi lại nhật ký sức khỏe cho hồ sơ chính của bản thân và tạo các hồ sơ phụ theo dõi sức khỏe cho cả gia đình. Dạo gần đây mình có sử dụng một số ứng dụng theo dõi sức khỏe trên di động. Và từ cái ứng dụng đó mình có thể xem là hôm nay liệu mình đã hoạt động đủ nhiều chưa, ăn uống có đủ chất hay không. Và từ những chỉ số đó mình sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Công ty Yakun chúng tôi tạo nên ứng dụng có thể giúp người dùng theo dõi các chỉ số tạo nhật ký sức khỏe, không chỉ cho bản thân mà còn cho các thành viên trong gia đình. Chúng tôi hy vọng ứng dụng này sẽ giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng hơn. Theo chủ trương của Bộ Y tế về đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, nhiều trung tâm khám chữa bệnh, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của mình, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe.